Xin chào quý vị và bà con. Đây là một cái vườn mà trồng cây 20 năm rồi, bưởi diễn. Ngày xưa thì các cụ trồng rất là dày, khoảng 3 mét một cây, hàng cái hàng 3 mét. Thì bây giờ là phải cắt hạ tán để trẻ hóa cây, bởi vì tất cả những cái cành có quả ở dưới này là thế hệ các cụ ngày xưa đã cắt bỏ hết cành, bởi vì nó rậm rạp, không cắt thì nó cũng khô. Thì nó vóng cây lên cao như này thì nó rất ít quả và phun thuốc chảy quả, thu hoạch rất là vất vả. Thì đợt này thì Hà Bình Ngon lên tư vấn và cắt hạ tán xuống thấp khoảng độ 1,2 m như này, phải hy sinh và nuôi khoảng 3 năm nuôi mầm, cắt tỉa tạo tán sau này nó lên mầm, thì nuôi khoảng 3 năm thì nó đẩy nó ra một cái cây cây bưởi, nó trẻ hóa, nó xuống thấp lùn lại. Và còn những cái cây ở giữa như thế này, ví dụ như cây ở giữa này bình thường thì phải cắt bỏ hoặc đánh đi hay là phá bỏ hoặc là bán đi, nhưng Hà Bình Ngon tư vấn là cái cây ở giữa đây vẫn để nguyên si để ăn quả, ăn quả. Còn những cái cây mà cắt như này để trẻ hóa thì nó thoáng rồi, thì riêng cây này nó sẽ ăn được khoảng 5 năm. 5 năm sau thì những cây trẻ hóa cắt cụt này nó sẽ phát triển lên đủ tán, thì cây này sẽ cắt bỏ, cái này sẽ bắt đầu cắt bỏ thấp xuống. Thì có thể một là gia chủ sẽ tận dụng cái gốc này để ghép cam, ghép các giống cam ngon, cam quý, thì cái cam thì vẫn sẽ được ăn khoảng 5 năm đến 7 năm. Thì lúc đấy lại cắt thấp thế này, cắt thấp xuống khoảng 1,2 m, 1,2 m, 1,3 m. Sau đó thì nuôi mầm 1 năm sau thì bắt đầu ghép cam. Ghép cam thì sang năm thứ hai, tức là nuôi mầm 1 năm và ghép mầm để phát triển 1 năm, năm thứ hai thì bắt đầu cho quả cam. Mà cam thì Hà Bình Ngon có các giống cam quý hiếm mà chỉ có duy nhất Hà Bình Ngon có, đi nước ngoài lấy giống về toàn giống cam nhập ngoại, toàn giống cam như cam máu này, cam vỏ đỏ ruột đỏ này, cam vỏ vàng ruột vàng này. Có Hà Bình Ngon có khoảng độ 5 đến 7 giống cam nhập ngoại, giống cam quý hiện đang được bảo tồn nguồn gen tại cơ sở 2. Thì hôm nay thì Hà Bình Ngon tư vấn cắt cái vườn này. Vườn này ở trên Đan Phượng, ở Phương Đình, xã Phương Đình, Đan Phượng. Đây là tất cả những cái gốc cắt như thế này là cây bưởi diễn nuôi mầm trẻ hóa. Trẻ hóa để cho nó thoáng, trẻ hóa cây. Tức là nhà vườn này hy sinh là 3 năm sẽ không có quả, không được ăn quả ở những cái cây mà đã cắt hạ tán này để trẻ hóa, mà chỉ ăn ở những cái cây mà còn bớt lại đây. Cây bớt lại này sau này mà những cây trẻ hóa lớn lên phát triển đủ tán thì cây này sẽ bắt đầu cắt bỏ để ghép cam. Cây này cắt bỏ ghép cam. Còn hiện tại thì cây này vẫn ăn quả bình thường, vẫn ăn quả bình thường. Mà gia chủ thì nói với Hà Bình Ngon là sẽ bán bỏ gốc này nếu ai mua, nhưng mà Hà Bình Ngon nên thì tư vấn là không bán mà để nguyên đây để ăn quả khoảng 5 năm thì đối với những cây này nó sẽ ra tán đều đẹp rồi này. 5 năm thì bắt đầu những cây này ăn quả được mấy năm này. Cắt bỏ thì ăn quả mấy năm này. Sau đó 5 năm sau thì cắt bỏ cái này và ghép cam. Ghép cam thế đương nhiên là chúng ta vẫn có nguồn thu và cái vườn vẫn đẹp và lại được các giống quý hiếm, giống cam và giống bưởi diễn xịn đây thì nó vẫn được giữ được nguyên. Và cái gốc cây này bây giờ rất quý, không phải dễ dàng mà có được gốc 20 năm này.